Cocomi 90g, tàu hơn 20%, giá 4.500. Ván Cờ Danh Vọng phát sóng lúc 18h30 thứ 6, 7 chủ nhật hàng tuần trên VieON. Trời ơi, sao tự nhiên cô Vi đang yên đang lành lại phải đi cấp cứu như vậy hả? Có chuyện gì vậy Dương? Con... hai đứa cãi nhau, cậu không kiềm chế được nên đánh nó phải không? Làm sao mà cậu đánh Vi được? Con bị người ta ám hại, là Vi đỡ đòn cho con. Cậu làm cái gì đến nỗi người ta phải ám hại cậu? Cậu có ghét tôi thì trút hết lên đầu tôi nè, đâu phải dựng cái trò này để hại con gái tôi. Anh bình tĩnh. Bây giờ quan trọng là con Vi nó được bình an. Có chuyện gì mình tính sau đi. Ở đây là bệnh viện, mình đừng có làm ồn ào. Bác sĩ, con tôi sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân bị giật cứng tác động mạnh, dẫn tới chấn thương đầu. Do cú đánh mạnh dẫn đến quá sức chịu đựng, bệnh nhân mới bị ngất xỉu. Hiện tại bệnh nhân không có biến chứng gì nguy hiểm, nhưng vẫn cần nằm lại để theo dõi. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng bệnh. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Vậy là Vi không sao rồi. Ông đem sự thật về vụ tai nạn đó để dụ tôi tới nhà quan, rồi ra tay với tôi. Ông làm như vậy để được cái gì hả? Vì tôi hận cậu. Cậu làm tổn thương con gái của tôi. Đó là chưa kể, vì cậu mà thằng Hoàng ở tập đoàn bị người ta coi thường. Tôi là cha của tụi nó, tôi phải lấy lại công bằng cho tụi nó. Ông nghĩ ông làm như vậy con gái ông sẽ được hạnh phúc sao? Con trai của ông sẽ được người ta tôn trọng hay sao? Ông không sợ tôi báo chuyện này cho công an hả? Ông nên nhớ là ông vừa mới ra tù Đông Hải. Ai làm tổn thương con tôi đều bắt họ phải trả giá. Tôi cho ông cơ hội cuối cùng để nói ra toàn bộ sự thật về vụ án năm đó. Nếu không tôi sẽ báo công an chuyện ông ra tay với tôi. Vậy cậu báo đi. Dù sao tôi cũng ăn cơm tù quen rồi, ở thêm vài năm nữa cũng chẳng sao. Ông không cần phải thách thức tôi đâu. Vì mà có xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ không tha cho ông đâu. Tôi sẽ để ông trả một cái giá rất đắt. Cậu yêu con Vi lắm hả? Vậy thì cậu lấy con gái tôi đi. Tôi sẽ kể toàn bộ sự thật cho cậu biết. Suy nghĩ kỹ đi. Ông... xuống tay với cô Vi hả? Chú, con xin lỗi chú. Con không hề cố ý. Lúc đó con không hề biết là Vi có ở đó. Vi xuất hiện bất ngờ quá, con dừng lại không kịp chú ơi. Chú, con thề với chú, con không bao giờ muốn làm Vi tổn thương đâu chú. Ngay từ đầu, nếu như cậu nghe lời tôi thì đâu có xảy ra cớ sự này. Cậu quá cố chấp, cậu làm con Vi bị thương. Sau này mà nó có bị di chứng gì thì tôi không tha cho cậu đâu. Chú ơi, xin lỗi chú. Con biết lỗi của con rồi mà chú. Chú đừng báo công an nha chú. Con không muốn đi tù đâu chú ơi. Được rồi, nể tình cậu luôn hết lòng vì tôi, tôi sẽ giữ kín chuyện này. Nhưng từ đây trở đi, đừng bao giờ hành động sốc nổi như vậy nữa. Dạ, con biết rồi. Con cảm ơn chú. Con cảm ơn chú nhiều lắm. Dạ, con xin phép chú cho con vô thăm Vi được không chú? Không được. Cậu chưa bình tâm lại. Cậu vô đó với tình trạng như vậy khiến cho thằng Dương sẽ nghi ngờ. Về nhà đi. Khi nào con Vi nó tỉnh lại rồi vô thăm sau. Nhưng mà... nếu cậu muốn bị phát hiện thì cứ cãi lời tôi đi. Dạ. Con hiểu rồi. Con xin lỗi chú. Con xin phép. Thì ra ông chính là người dân dây cho thằng Hoàng làm chuyện này đúng không? Sao có thể ai làm chuyện xấu là ông lại nói tôi giật dây hả? Là sao? Thằng Hoàng là con tôi. Tính tình của nó như thế nào tôi biết. Nếu không có người xúi giục, nó không dám làm chuyện này đâu. Tôi xúi á, tại thằng con ông nó ngu quá. Tôi nói khích vài câu à là nó làm cái chuyện ngu xuẩn liền. Vậy ông cũng nhận quả báo rồi đó. Hử? Con gái của ông chính là người nằm trên giường bệnh. Con gái của tôi nó bị thương không có nghiêm trọng. Còn con trai ông á, tôi e là nó không được an toàn nữa đâu. Ông dám uy hiếp ngược lại tôi à? Ông có tin tôi đưa sự thật toàn bộ vụ tai nạn? Bạn già, đừng lấy sự thật vụ tai nạn đó đem ra mà hù tôi. Nếu như mà còn tiếp tục gây sự, xin mời bạn nha. Thì xin mời bạn xem giải trí clip này đi. Anh nhớ. Mày gài bẫy cô tao hả? Cái này kêu là sang bằng tỷ số. Tôi với ông kể từ nay coi như là quỷ, không ai nợ ai hết ha. Còn nếu ông tiếp tục đem cái chuyện đó ra để mà uy hiếp tôi, thì tôi sẽ gửi đoạn clip này cho công an. Thằng Hoàng nó sẽ nghỉ dưỡng ở trong tù. Mày đúng là thằng cáo già mà. Bậy lắm. Dù sao trước đây bạn cũng là tài xế riêng của tôi mà. Kêu thằng này thằng nọ hỗn lắm. Ông chủ nha. Khủng khiếp. Con tính vô bệnh viện hả? Quang à, cả đêm qua ba suy nghĩ kỹ rồi. Trước đây con quen Vi á, ba đồng ý. Ba không ý kiến. Vì con làm cái gì ba cũng ủng hộ. Nhưng mà bây giờ ba nhận ra chuyện con với con Vi á, không thể nào đâu. Ba cũng thấy con Ve nói đúng đó. Con đừng cố chấp theo đuổi Vi nữa. Gia đình mình không bằng người ta, cho nên con làm như vậy chỉ làm khó con hơn thôi. Ủa ba nói cái gì vậy? Sao hôm nay ba đã nói như vậy? Ba bị thằng Dương tác động đúng không? Nó kêu ba khuyên tôi đừng theo đuổi Vi nữa, đổi lại nó không báo công an đúng không? Không phải. Thằng Dương không có tác động gì với ba hết trơn. Tự ba nhận thấy. Nhận thấy cái gì? Con nghe lời ba đi Hoàng à. Tôi không nghe gì hết á. Những chuyện khác tôi có thể nghe lời ba, nhưng mà chuyện này thì không. Tôi sẽ không bao giờ để Vi tuột khỏi bàn tay của tôi đâu. Không bao giờ. Hoàng, con về nghỉ ngơi đi Dương. Ở trong này có cô với chú lo cho con Vi rồi. Khi nào Vi nó tỉnh lại, cô sẽ báo cho con biết. Con sẽ ở đây với Vi cho đến khi nào cô tỉnh lại thì thôi. Cô chủ về nghỉ ngơi trước đi, để con ở đây được rồi. Tôi phải ở lại đây với con gái tôi. Nó đi với cậu mới bị như vậy đó. Rồi tôi về lỡ có chuyện gì xảy ra nữa thì sao? Hả? Ai chịu trách nhiệm? Thôi mà anh, Dương nó cũng đâu có muốn con Vi bị như vậy đâu. Em thấy hay là cứ để Dương chăm sóc cho Vi đi. Anh cũng phải về nghỉ ngơi. Từ tối hôm qua tới giờ anh có chợp mắt đâu. Với lại em cũng phải về lấy đồ vệ sinh cá nhân cho con. Con cũng đang cần mà. Bà nói như vậy thì bà đi về mình đi. Tôi ở lại đây với con gái tôi. Anh à, nghe lời em. Em sợ anh mệt. Anh mà đổ bệnh thì phải làm sao đây? Còn công việc ở tập đoàn nữa. Anh nghe em đi. Đi về nghỉ ngơi đi mà. Khi nào Vi nó tỉnh dậy, con báo cho cô biết liền nghe. Dạ. Đi anh, nghe em đi mà. Sức khỏe của anh quan trọng lắm. Đi. Chỉ cần em tỉnh lại khỏe mạnh, anh sẽ chuộc lỗi với em, bù đắp những tổn thương mà em phải chịu. Còn mối thù với ba em, anh sẽ buông tay quấy ra. Mày còn mặt dày ghé vô đây sao? Chính vì mày Vy mới bị như vậy đó. Mày đi về đi. Vy đang nghỉ ngơi, anh im lặng đi. Mày biến ra khỏi đây. Biến. Vy. Vy em tỉnh rồi hả? Anh đâu Vy? Anh Dương. Anh có sao không vậy? Vy, anh không sao. Em tỉnh lại anh mừng lắm. Anh Hoàng hả? Phải, anh nè em. Anh không sao thật hả? Anh không sao là tốt rồi. Hoàng, con làm gì vậy? Tại sao con tự hành hạ bản thân mình? Bà, con thua thật rồi. Con thua một cách thảm hại. Bây giờ Vy tỉnh dậy chỉ biết có thằng Dương thôi. Con thật sự rất là thảm hại mà. Bà nghĩ cách tốt nhất là con nên từ bỏ. Con càng theo đuổi con Vy, con càng thêm đau khổ mà thôi. Bà có biết thế nào là yêu một người thật lòng không? À, mà bà làm gì biết? Nếu như bà biết, bà đã không ngoại tình với bà Thư. Bà sẽ không khuyên tôi từ bỏ dễ dàng như vậy. Tôi phải làm sao thì Vy mới yêu tôi đây? Nếu không có được Vy, làm sao tôi sống nổi đấy ba? Hoàng à, con cứ sống khổ sở vì con Vy như vậy, ba xót lắm. Hoàng à, con nghe ba nha. Ba sẽ bán nhà, ba cha con mình đi nơi khác sống. Rồi từ từ con sẽ nguôi ngoai, con sẽ quên được Vy thôi. Nếu như tôi không cưới được Vy thì tôi thà chết còn hơn. Không Hoàng, ít ra nếu tôi chết, Vy sẽ đây trước cả đời và không bao giờ đến được với thằng Dương. Con ơi, con đừng có nghĩ quẩn. Ba xin con đó Hoàng, con đừng có nghĩ quẩn nha. Ba xin con đó. Ba có cách nào để tôi có được Vi không ba? Tôi không thể nào chịu nổi khi nhìn thấy Vi ở bên cạnh Dương. Ba làm ơn giúp tôi đi ba. Tôi xin ba đó. Em uống miếng sữa đi cho khỏe. Tôi tự uống được rồi. Anh cứ để đó đi. Em liều mạng cứu anh. Anh làm một chút chuyện cho em không được hả? Trước đây anh vì giúp tôi chạy trốn ba tôi cũng bị té đập đầu. Thì cứ xem như bây giờ tôi trả nợ cho anh đi. Mình sòng phẳng, không ai nợ nần gì nhau hết. Em nhất định phải sòng phẳng với anh sao Vi? Có sòng phẳng thì mới không có tổn thương. Anh trả lời cho tôi biết, tại sao anh lại đến căn nhà quan đó? Anh muốn gặp ai? Khi nào anh điều tra ra được người muốn hại anh sẽ nói cho em biết. Lúc nào cũng nói là tôi cứu anh một mạng này nọ, vậy mà mỗi chuyện này anh cũng giấu tôi. Xem ra là anh có nhiều bí mật quá hả? Vậy còn em, tại sao lại tới đó? Tôi đến nhà tìm anh để hỏi chuyện, nhưng mà tôi thấy anh gấp gáp chạy đi nên tôi bám theo. Về đến ngôi nhà quan đó. Em tìm anh có chuyện gì? Sẽ không gọi cho anh, hay là nhắn tin cho anh cũng được mà. Tôi muốn trực tiếp hỏi anh. Vậy bây giờ em hỏi đi. Xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Sau này có thể không còn ở trước mắt nữa, nhưng mà chắc chắn ở trong lòng. Câu đó có nghĩa là gì? Em nhìn thấy hết rồi hả? Phải. Tôi đã đọc được tất cả những dòng chữ đó trong mảnh vải màu vàng bạn treo trên cây chữa lành. Có phải là anh cố tình treo tấm vải khác màu để thu hút sự chú ý của tôi không? Xong. Xong. Ném nha. Ủa, mà sao em treo màu đỏ vậy? Màu đỏ đâu phải là màu yêu thích của em đâu. Thì đúng rồi, màu yêu thích của em á là màu hồng như vậy. Nhưng mà treo lên cây chữa lành của em thì chắc chắn phải là màu đỏ. Tại vì màu đỏ là tượng trưng cho tình yêu của em, lúc nào cũng nồng cháy và rực rỡ, đỏ rực như vậy luôn á. Vậy treo thêm màu vàng đi. Màu vàng là tượng trưng cho hạnh phúc đó. Hạnh phúc vàng, phải có nhau. Không chịu. Sao vậy? Màu vàng á, theo thần thoại Hy Lạp á, là màu ghen tuông và phản bội, không có được treo trên cây đâu. Thôi vậy thôi, khỏi treo màu vàng, màu đỏ ha. Ừ, đúng rồi. Yeah. Cầu nguyện nhé. Là anh phản bội em. Anh không xứng đáng để treo dải màu đỏ lên cây chữa lành nữa, nên anh mới treo màu vàng lên. Anh đã từng nghĩ là mình sẽ buông tay nhau, nhưng tới bây giờ anh không biết là mình sẽ buông tay bằng cách nào nữa. Vì em cho anh một cơ hội quay lại được không Vi? Cậu có tư cách gì mà đòi quay lại với Vi? Đây là chuyện riêng của tôi. Anh làm ơn đừng có xen vô. Cậu nói cái gì hả? Cậu nói vậy là sao hả? Hoàng, Hoàng, đừng có như vậy nữa. Anh đi về đi. Vi, em vì cậu ta mà đuổi anh sao? Người yêu em thì em lại từ chối, còn người không thương em lại không tiếc mạng sống để cứu đó. Em có công bằng với anh không vậy Vi? Anh đi về đi mà. Nếu mà anh nghĩ cho em thì anh đừng có làm loạn ở đây nữa. Ở đây là bệnh viện đó, em mệt lắm rồi. Không, anh không về. Anh muốn ở lại đây chăm sóc em Vi. Hoàng, con bình tĩnh lại đi. Nghe lời ba, để cho Vi nghỉ ngơi. Khi nào con bình tâm hãy trở lại thăm Vi. Nghe lời ba đi con. Còn cậu, cuối cùng cậu vẫn muốn bỏ rơi con gái của tôi đúng không? Ván Cờ Danh Vọng phát sóng lúc 18h30 thứ 6, 7 chủ nhật hàng tuần trên VieON. Còn cậu, cuối cùng cậu vẫn muốn bỏ rơi con gái của tôi đúng không? Anh cũng đi về đi. Em vẫn chưa trả lời hả? Nếu chúng ta quay lại, các anh có xóa bỏ hiềm khích với ba tôi không? Nếu mà chúng ta quay lại, vậy còn Giang thì sao? Anh đã tuyên bố với tất cả mọi người Giang là người yêu của anh. Vậy bây giờ anh phải giải quyết như thế nào đây? Anh thật tâm muốn quay lại, hay là chỉ muốn trả ơn vì tôi đã cứu anh? Đúng, tôi thừa nhận là tôi chưa thể quên anh. Nhưng mà để quay lại thì cần phải có rất nhiều thời gian. Chừng nó tổn thương đối với tôi đã là quá đủ rồi. Vân! 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 Em qua đây. Lần này em phải nghe lời anh. Không cần biết em dùng tới cách gì, phải ép buộc nó chịu trách nhiệm với em. Nó đã nói trước mọi người rồi mà. Em hiểu không? Có chuyện gì với ảnh vậy ba? Con Vi đỡ cho thằng Dương một cú đánh. Bây giờ thằng Dương ở trong bệnh viện, ngày đêm chăm sóc con Vi. Nó còn muốn quay lại làm lành với con Vi nữa. Bà nói gì? Anh Dương bị làm sao mà Vi phải đỡ cho ảnh? Rồi anh Dương có sao không ba? Nó không có bị làm sao hết á. Chỉ có con Vi là có sao. Nhưng mà nó cũng qua cơn nguy hiểm rồi. Giang à, con đừng quan tâm tới thằng Dương nữa. Trong khi cậu ta lạnh nhạt với con, bây giờ nó còn muốn quay lại với người yêu cũ. Bà biết con thương anh Dương mà, làm sao mà con không lo được. Nhưng mà bà yên tâm đi, lần này con không làm chuyện gì dại dột giống lần trước nữa đâu. Chuyện này con nghĩ con cũng hết cơ hội rồi. Em nghĩ anh cũng nên như vậy đi, nên biết buông bỏ thì hơn. Không, tao không cam tâm. Tao không yếu đuối như mày. Chính vì mày quá yếu đuối nên mày để mất thằng Dương đó. Giang à, anh còn trong lúc tức giận cho nên mới nói như vậy. Con đừng buồn anh con nghe. Sao anh em con cứ phải đau khổ như người ngoài hoài vậy ba? Giang à, hay là bà bán nhà để rời khỏi nơi đau khổ này. Dần dần con sẽ quên được thằng Dương. Còn anh con cũng sẽ quên con Vi thôi. Con biết là nếu mà cứ tiếp tục thì con sẽ thêm đau khổ. Nhưng mà con không muốn trốn tránh bằng cách bỏ đi. Dù anh Dương không đoái hoài đến con, nhưng ít ra ở đây con vẫn còn tiếp tục được gặp ảnh. Giang, ba có chuyện phải đi vài ngày. Con ở nhà nhớ canh chừng anh con nghe. Đừng để anh con làm điều manh động đó. Ba lại muốn đi đâu? Hay là anh Dương anh làm khó gì ba? Không ai làm khó ba hết á. Ba đi thăm bà con ở bên nội. Từ hồi ra tù á, người ta cứ gọi điện hỏi thăm ba hoài mà ba chưa có dịp về thăm họ. Ba đi nhanh thôi. Vài ngày ba về, ba sẽ gọi điện cho con thường xuyên mà. Dạ. Ông hẹn tôi ra đây làm cái gì nữa? Cha con ông phiền phức quá. Hay là ông muốn tôi đưa bằng chứng thằng Hoàng nó đánh con gái tôi cho công an? Ông chủ, trước khi ông giao bằng chứng thằng Hoàng đánh con Vi ra công an, tôi muốn ông chủ xem cái clip này. Dừng lại! Mày dừng lại! Dừng lại đi! Mày xuống xe ngay! Thằng khốn nạn! Này hả? Tao sẽ nhặt mặt bọn giang vu dâm phủ này cho mỗi người đều biết. Mày dám mà. 3 năm ở trong tù, tôi học được nhiều thứ lắm. Ông chủ không làm lại tôi đâu. Tao nhớ, tao đã đốt cái camera hành trình rồi mà. Sao mà có cái này? Tại vì ông chủ cáo già quá mà. Tôi phải tìm cách để mà phòng thân thôi. Dám qua mặt tao hả? Ông chủ, ông nghĩ sao nếu thằng Dương và công an có được cái clip này? Người ta sẽ biết được ông chủ chính là người đã giết ông Thái. Không phải là ngộ sát mà là cố sát đó. Ông chủ giết người đó sẽ phải đi tù, đúng không ông chủ? Mày muốn cái gì? 3% cổ phần của tập đoàn Skinstar ông chủ phải đưa cho ba cha con của tôi. Được. Thêm 300 triệu chuyển khoản cho tôi. Không thành vấn đề. Khoan đã. Ông chủ hấp tấp quá. Ông chủ phải gả con Vi cho thằng Hoàng. Mày quá đáng. Mày đừng có quá đáng như vậy. Tiền bạc cổ phần tao đáp ứng cho mày. Còn đây là chuyện tình cảm con Vi nó không yêu thằng Hoàng. Tôi không biết. Tôi không cần biết ông chủ phải làm cách nào. Một, con Vi phải được gả cho thằng Hoàng. Hai, tôi sẽ giao bằng chứng này cho công an. Ông chủ sẽ đi tù. Đi tù, ông chủ sẽ có nhiều thời gian để mà suy nghĩ. Được. Tao sẽ làm theo ý mày. Nhưng mày phải cho tao thời gian để thuyết phục con Vi. Ông chủ có 1 tháng để đám cưới con Vi diễn ra. 1 tháng bao nhiêu đó thời gian sao mà đủ? Tôi không biết mày ông chủ phải làm bằng cách nào. Tôi không có nhiều thời gian đâu ông chủ à. Ông chủ, sau cuộc gặp này, nếu ba cha con tôi có gì nguy hiểm xảy ra thì thẻ nhớ của camera hành trình lúc đó sẽ được lập tức giao cho công an. Trạng chết, chúa cũng băng hà. Ủa quên, tôi với ông chủ cũng sắp làm xui rồi. Xưng hô như vậy không có phải phép. Còn đúng vậy hôn anh xui. Anh xui, tôi về nghe. Dạ tôi nghe ông chủ. Bằng mọi giá khử thằng Hải cho tao. Dạ. Em uống nước đi. Mẹ. Ừ con. Con thấy đỡ hơn nhiều chưa? Dạ. Vi à, cô biết bây giờ cô nói gì thì cũng thừa, nhưng mà cô vẫn phải nói. Cô cảm ơn con nhiều lắm vì con đã cứu thằng Dương. Cô chỉ có một mình thằng Dương là con thôi. Nếu như thằng Dương có mệnh hệ nào, cô không biết mình sẽ sống như thế nào nữa. Con không cần cô và anh Dương cảm ơn con đâu. Chỉ cần hai người đừng vì chiếc ghế chủ tịch mà đối đầu với ba con là được rồi. Mẹ con đâu rồi? Sao mẹ con nói với ba là vô đây chăm sóc con mà? Mẹ chưa có vô đâu ba. Chắc là mẹ ghé đâu đó để mua đồ rồi. Bây giờ ba tôi cũng vô rồi. Anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Không cần đâu. Anh muốn ở đây chăm sóc em. Con đưa mẹ con về nghỉ ngơi đi. Coi chú ở đây với nó rồi. Lát nữa có mẹ nó vô chăm sóc cho nó nữa. Con đừng có lo. Thôi, về nghỉ ngơi đi con. Có gì mình quay lại sau. Ở đây đông người quá, bệnh viện cũng không hài lòng đâu. Dạ. Cô đi nha con. Dạ. Bộ con tính dây dưa với thằng Dương nữa hay sao? Con xém mất mạng gì nó đó. Con nó mới vừa tỉnh lại mà anh đã la rầy con rồi. Tốt nhất là đừng có dính dáng tới cái gia đình đó nữa. Thằng Hoàng đâu? Nó vô thăm con chưa? Con kêu anh đi về rồi. Ba thấy thằng Hoàng nó thương con nhiều lắm đó. Sao con không cho nó cơ hội? Anh nói gì vậy anh? Trước giờ chẳng phải anh luôn coi thường cậu ta hay sao? Thì đúng là năng lực của thằng Hoàng nó không bằng thằng Dương thiệt. Nhưng có sao đâu, tôi sẽ bồi dưỡng nghiệp vụ cho nó tốt lên. Còn thằng Dương đó bà thấy không? Từ ngày con Vi nó về nước nè, nó toàn làm cho con gái mình khóc không. Rồi còn xém mất mạng gì nó nữa. Bộ bà thích một đứa con rể giống vậy lắm hả? Con chỉ coi anh Hoàng như là một người bạn bè, anh em, đồng nghiệp. Chưa bao giờ con có ý định yêu đương gì với ảnh hết. Cho dù con với anh Dương có chia tay hay là có ra sao đi chăng nữa, con cũng không có ý định đến với anh Hoàng đâu. Vi à, nhưng ba thấy thằng Hoàng á, thằng Hoàng tính của nó. Bà ở đây với nó đi, tôi phải về công ty để giải quyết một số chuyện. Nghỉ ngơi đi nha con. Tôi nghe nào. Tại sao tới giờ vẫn chưa chuyển vậy? Mình gặp nhau đi, rồi tôi đưa tiền mặt cho ông. Chứ bây giờ tiền trong tài khoản của tôi là tiền để kinh doanh. Chứ bây giờ muốn chuyển liền á là phải thông qua thủ tục giấy tờ của công ty. Nó phức tạp lắm. Ông tưởng tôi ngu à? Ông chuyển liền cho tôi. Ông tranh thủ thuyết phục con gái ông đi. Sự chờ đợi của tôi có giới hạn đó. Ông phải cho tôi thời gian chứ. Con Vi nó đâu có yêu thằng Hoàng đâu. Đâu thế nào mà ép con Vi nó lấy thằng Hoàng trong thời gian ngắn được. Cáo già như ông mà không nghĩ được cách khiến con Vi phải đồng ý hay sao? Ông từng xúi con trai tôi bỏ thuốc mê để thằng Dương với con Giang ngủ với nhau mà. Thì bây giờ ông có thể thực hiện kế hoạch đó với con gái ông. Ông nhớ lại đi. Cái chuyện mà tôi suối thằng bạn bỏ thuốc mê thằng Dương và con Giang á, rồi tung ảnh lên mạng là tôi cũng chỉ muốn giúp hai đứa con của ông. Còn cái chuyện này á thì tôi vẫn ấn định là thằng Hoàng và con Vi sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 10 tháng sau. Nếu như ông không làm đúng, ông chuẩn bị tinh thần ngồi tù đi. Thôi được rồi, tôi sẽ làm theo yêu cầu của ông. Nhưng ông phải đưa cho tôi thẻ nhớ camera hành trình. Sau khi đám cưới được tổ chức, ông sẽ nhận được nó. Còn bây giờ, ông lo thực hiện đúng giao kèo đi. Dạ tôi nghe. Tình hình sao rồi? Tôi vẫn đang túc trực gần nhà ông Hải, nhưng mà hình như ông không có về nhà. Tiếp tục theo dõi đi, bằng mọi giá phải khử cho được nó. Dạ tôi biết rồi. Từ trước tới nay mình làm gì nghe ba nhắc đến bà con xa họ nội nào, mà đột ngột lại đi thăm như vậy. Hay là bà nghe này con. Bà đang ở đâu vậy? Có phải bà sợ thằng Dương báo công an cho nên lảng tránh mấy ngày đúng không? Đâu có đâu. Bà đi thăm bà con xa cho nên phải đi vài tuần, không liên quan gì tới thằng Dương hết á. Con đừng để lộ sơ hở để cho thằng Dương nó nghi ngờ nghe chưa. Tâm trạng con đang không tốt. Bà sợ đối diện con thì không biết nói như thế nào. Thì coi như ba đi ba xả stress đi nha. Ở nhà mà thấy tụi con như vậy bà căng thẳng lắm. Thôi con làm gì làm đi, bà tắt máy nha. Anh Hoàng, anh đi đâu vậy? Vô resort làm hả? Không. Giờ anh làm gì còn tâm trí làm việc chứ. Bây giờ anh vào bệnh viện thăm Vi. Vậy anh đợi em xíu, em vô thay đồ. Không cần đâu. Ba dặn em á là lúc nào cũng phải đi theo anh hết, chứ không anh vô bệnh viện anh gặp anh Dương rồi hai người lại gây gỗ nữa. Thôi cảm ơn, em lo cho em đi, đừng có lo cho anh. Có khi vô trọng á, thấy thằng Dương chăm sóc Vi, nhiều khi người nóng á là em chứ không phải anh đâu. Ủa anh biết ở trọng của anh Dương anh còn vô chi nữa. Anh vô anh chăm sóc Vi để Vi thấy tấm lòng của anh là thật, em hiểu không? Như vậy có ích gì. Em cũng thật lòng yêu anh Dương nè, mà anh có đói hoài gì tới em đâu. Nếu mà anh thật lòng với đối phương và được đáp trả thì anh em mình hạnh phúc từ lâu rồi. Giang, em quyết định buông tay thằng Dương thiệt hả? Em nghĩ thông rồi. Nếu mà anh có chút tình cảm nào với em á thì anh đã không để em chờ đợi trong vô vọng suốt thời gian qua. Bây giờ em chỉ cần ảnh không ghét bỏ em là em cũng đã mãn nguyện rồi. Em có thể bỏ cuộc, nhưng anh thì không. Anh nhất định phải có được Vi. Anh, như vậy là cố chấp đó. Dù anh có làm gì đi nữa thì Vi cũng không có tình cảm với anh đâu. Alo. Dạ con nghe là chú Tính. Alo. Alo. Tôi nhận được tiền rồi. Phải chi chuyện cưới hỏi giữa thằng Hoàng với con Vi ông cũng lanh lẹ như việc chuyển tiền thì hay biết mấy. Chuyện tiền bà không thành vấn đề, nhưng mà chuyện cưới hỏi thì ông phải hiểu là không thể nào mà gấp gáp được. Nhất là khi con Vi nó chưa hề yêu thằng Hoàng. Ông phải cho tôi thời gian để mà thuyết phục con bé Vi chứ. Nếu ông từng ở trong tù vì tội danh ông phạm phải suốt 3 năm thì ông sẽ thấy thời gian nó dài như thế nào. Đừng có trả giá kỳ kèo với tôi nữa. Tôi không thay đổi ý định của mình đâu. Nhưng mà tôi mùi cuốn cuốn.